tứ đại mỹ nhân, hội bạn thân không phải dạng vừa của showbiz Việt. Showbiz Việt có không ít hội bạn thân đình đám, sở hữu đủ mọi phong cách từ sang chảnh đến lầy lội hài hước. Và hội bạn thân quy tụ toàn mỹ nhân nổi tiếng, tài năng, giàu có vượt bậc, không thua kém bất cứ nhóm bạn nào trong showbiz, khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Những cái tên được nhắc tới trong hội bạn thân này bao gồm Mai Phương Thúy, Trà My Idol, Ngọc Anh Audition và Huyền Tròn. Mai Phương Thúy, chân dài 1m8, đại gia ngầm trong giới kinh doanh, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cái tên Mai Phương Thúy vẫn thường xuyên là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Ngoài sở hữu chiều cao khủng 1m8 cùng thân hình cuốn hút, Mai Phương Thúy còn đang là một trong những đại gia ngầm kinh doanh. Ở tuổi 30, người đẹp đã có trong tay khối tài sản lớn, là cổ đông của một hãng hàng không và các doanh nghiệp lớn, trong đó có tập đoàn bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Ngoài ra, chân dài còn sở hữu nhiều căn hộ cao cấp, liên tục sắm xe sang, xe hiệu khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Trà My Idol, ba mẹ hai con nóng bỏng, bước ra từ Việt Nam Idol 2008. Dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Đào Hoa Hà Dũng, Trà My Idol đã gặt hái được thành công nhất định trên con đường nghệ thuật của mình. Nữ ca sĩ luôn xuất hiện với phong cách thời trang sang trọng, gợi cảm và quyến rũ. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Trà My Idol luôn thu hút bởi vẻ ngoài sang chảnh, cuốn hút. Năm 2014, cô nàng bất ngờ lên xe hoa với đại gia Tô Văn Đức. Anh là người sở hữu nhiều siêu xe, hệ thống nhà hàng, quán karaoke hạng sang tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông xã Trà My Idol cũng sở hữu một bộ sưu tập xe hơi cực đỉnh không kém cạnh Cường Đô La. Sau thời gian kết hôn, hiện tại giọng ca Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy đã có hai con trai. Tuy nhiên, thân hình thon gọn, gợi cảm của Trà My chưa bao giờ là biến mất. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nhan sắc của cô nàng ngày càng sang hạng sau khi sinh con. Ngọc Anh Audition, hot girl Hà Thành đời đầu. Ngọc Anh Audition là một trong số những hot girl Hà Thành đời đầu nổi tiếng một thời cùng với My Vân, Mai Ngọc, Huyền Baby, Tâm Tít. Cô đăng quang cuộc thi Miss Audition mùa đầu tiên năm 2006. Mỹ nhân 8X sở hữu thân hình mảnh mai, mignon, dù đã chạm ngưỡng 30 và trải qua một lần sinh nở. Tuy nhiên, năm 19 tuổi, Ngọc Anh bất ngờ quyết định rời showbiz để theo chồng bỏ cuộc chơi. Nhưng cuộc sống hôn nhân của cô cũng không kéo dài được lâu. Đầu năm 2018, Ngọc Anh công khai chuyện ly hôn và làm mẹ đơn thân. Hiện tại, Ngọc Anh Audition tập trung cho việc kinh doanh một cửa hàng thời trang. Ngoài ra, cô cũng làm người mẫu ảnh và dành thời gian để chăm sóc con nhỏ. Huyền Tròn, hot girl 8X hai con và gu thời trang sang chảnh. Thành viên cuối của hội bạn thân này chính là cô nàng có nickname Huyền Tròn. Tuy không sở hữu thân hình mảnh mai như các thành viên trong nhóm, nhưng Huyền Tròn lại có gương mặt rất ưa nhìn. Hiện nàng hot girl sinh năm 1989 đã là mẹ của hai con trai và cũng có gu thời trang rất sành điệu, sang chảnh, không kém mỹ nhân nào của Vivid. Ngoài Mai Phương Thúy, Huyền Tròn còn xuất hiện trong khung hình với hội bạn của nhiều ngôi sao như Hoàng Thùy Linh, Quỳnh Nga. Cùng xuất hiện trong một khung hình, cả tứ đại mỹ nhân đều xinh đẹp, nuột nà và ăn mặc chất hơn nước cất. Một nhóm bạn thân vừa xinh đẹp vừa thành công như vậy đúng là mơ ước của rất nhiều người.